Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn báo cáo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran cho biết, sau vụ tai nạn, một ủy ban điều tra cấp cao gồm các chuyên gia và kỹ thuật viên đã đến hiện trường vụ tai nạn vào sáng 20 tháng 5. Theo báo cáo, chiếc trực thăng chở Tổng thống Raisi đã giữ nguyên lộ trình đã định trước đó trong suốt chặng đường và không đi chạy khỏi đường bay. Báo cáo tiết lộ, gần một phút rưỡi trước khi xảy ra vụ việc, phi công của chiếc trực thăng bị rơi đã liên lạc với hai chiếc trực thăng khác trong đoàn tháp tùng của Tổng thống. Không có dấu vết của đạn hay vật dụng tương tự nào được tìm thấy trên mảnh vỡ của chiếc trực thăng bị rơi. Sau khi đâm vào núi, chiếc trực thăng chở Tổng thống Raisi đã bốc cháy. Báo cáo nói thêm, thời tiết bất lợi, sương mù và nhiệt độ thấp đã gây khó khăn cho các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Theo báo cáo, vào lúc 5 giờ sáng giờ địa phương ngày 20 tháng 5, tức 1 giờ 30 giờ GMT. Với sự hỗ trợ của máy bay không người lái, vị trí chính xác của chiếc máy bay gặp nạn đã được xác định. Không có vấn đề đáng ngờ nào được phát hiện trong các cuộc trò chuyện giữa tháp canh và phi hành đoàn. Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp sau khi điều tra thêm. Từ trước khi người đứng đầu quân đội Iran, Mohammad Bagheri ra lệnh điều tra vụ tai nạn trực thăng khiến Tổng thống Ebrahim Raisi thiệt mạng, một số quan chức Iran đã có ý đổ lỗi cho Mỹ một trong những người đó là cựu bộ trưởng ngoại giao Iran, Javad Zarif. Ông nói, một trong những nguyên nhân gây nên sự cố là do các lệnh trừng phạt của Mỹ khiến Iran không có được các phụ tùng thay thế cho ngành hàng không. Nhiều quan chức Mỹ nhanh chóng gọi lập luận trên là vô căn cứ. Theo đài CNN, nguyên nhân chiếc trực thăng Bell 212 cũ kỹ do Mỹ sản xuất bị rơi hẳn rất phức tạp. Trong đó có thể có việc bảo trì kém hoặc lỗi của con người trong điều kiện sương mù dày đặc. Bộ trưởng Giao thông thổ nhĩ kỳ Arc Ducadia, Uraloglu cũng cho rằng còn quá sớm để bình luận về nguyên nhân vụ tai nạn, nhưng những dấu hiệu ban đầu cho thấy đây là một vụ tai nạn do thời tiết sương mù. Đằng sau vụ rơi trực thăng còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Ngoài ra, vụ tai nạn cũng cho thấy Iran thiếu khả năng sẵn sàng đối phó với những tình huống thế này. Dường như không thiếu nhân lực, nhưng họ lại bị hạn chế do thiếu công nghệ tiên tiến. Reuters đưa tin phía Israel trong một tuyên bố gần đây nói rằng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành tấn công thành phố Rafah nhằm đánh bại các lữ đoàn cuối cùng của phong trào Hamas đang cố thủ tại đây theo lời kể từ người dân thành phố Rafah các xe tăng israel đã giành kiểm soát nhiều vị trí mới nằm dọc theo hàng rào biên giới phía nam giữa thành phố Rafah thuộc giải Gaza với ai cập và đang đóng quân tại rìa quận Jibna ở trung tâm Rafah một người dân giấu tên kể tình hình giao tranh bên trong Rafah cho Reuters như sau: Quân Israel đánh phá không ngừng suốt đêm từ máy bay không người lái UAV trực thăng tiêm kích cho tới xe tăng. Các xe tăng Israel tiến về phía đông nam Rafah một cách hạn chế, nhưng những khí tài này tiến lên với lớp hỏa lực yểm trợ suốt đêm. Lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 22 tháng 5 trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X viết rằng các binh sĩ của họ đã vô hiệu hóa một nhân vật quan trọng của Hamas Thông cáo của IDF viết, Ahmed Yasser Ankara, một nhân vật thuộc lực lượng chống tăng của Hamas có liên quan tới vụ tấn công hôm 7 tháng 10, đã bị tiêu diệt. Nhiệm vụ tập kích người này đã buộc phải ngừng lại một lúc nhằm đảm bảo an toàn cho những thường dân có mặt tại địa điểm Ankara cùng hai thành viên Hamas khác xuất hiện. Hamas tới nay chưa bình luận về nội dung bản thông cáo của IDF, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi Israel dỡ bỏ các hạn chế viện trợ vào giải Gaza nói rằng tuyến đường chính cung cấp viện trợ y tế khẩn cấp vào vùng này từ Ai Cập đã bị cắt đứt. Israel đã nắm quyền kiểm soát và đóng cửa cửa khẩu biên giới Rafah giữa giải Gaza và Ai Cập từ đầu tháng 5, làm gián đoạn tuyến đường quan trọng cho người dân và viện trợ ra vào vùng đất này. Israel cho rằng các cơ quan đã không hoạt động hiệu quả trong khu vực, dẫn tới tình trạng tồn động nguồn cung cấp. Còn theo Tổng Giám đốc Tedros, chiến dịch của Israel ở Rafah đã ảnh hưởng đến 6 bệnh viện và 9 trung tâm y tế, đồng thời khiến 70 nơi trú ẩn không còn được trang bị các dịch vụ chăm sóc y tế. Ông nói, số lượt tư vấn hàng ngày đã giảm gần 40% và tỷ lệ tiêm chủng giảm 50%. Khoảng 700 bệnh nhân bị bệnh nặng đáng lẽ phải được sơ tán để chăm sóc y tế ở nơi khác, nhưng họ đang mắc kẹt trong vùng giao tranh. Theo đánh giá của các chuyên gia, hệ thống chăm sóc sức khỏe ở giải Gaza về cơ bản đã sụp đổ kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm đáp trả cuộc tấn công của lực lượng Hamas hồi tháng 10 năm ngoái. Ông Tedros cho biết thêm rằng bệnh viện Al-Auda ở phía bắc của giải Gaza vẫn bị bao vây kể từ ngày 20 tháng 5 với 148 nhân viên và 22 bệnh nhân cùng những người đi cùng họ đang bị mắc kẹt bên trong. Ông nói giao tranh gần bệnh viện Kaman Adwan cũng ở phía bắc của giải Gaza cũng gây nguy hiểm cho khả năng chăm sóc bệnh nhân của bệnh viện. Đây là hai bệnh viện chức năng duy nhất còn lại ở bắc của giải Gaza. Theo RT, trong ngày 22 tháng 5, phát ngôn viên chính phủ Đức Stefan Hebesche tuyên bố rằng Berlin sẽ ủng hộ quyết định của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC trong trường hợp cơ quan này ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông Hebesche nói khi được hỏi liệu Đức có thực thi lệnh bắt giữ của ICC đối với Thủ tướng Netanyahu hay không, rằng tất nhiên là chúng tôi sẽ hợp tác, chúng tôi tuân thủ luật pháp, bình luận của ông hebesjay được đưa ra sau khi đại sứ israel tại berlin ron proser kêu gọi chính quyền thủ tướng đức olaf scholz phản đối động thái của công tố viên trưởng icc ông proser nói những tuyên bố về quyền tự vệ của israel sẽ không còn giá trị nếu chúng tôi bị trói tay phía icc đang đánh đồng israel với hamas chính phủ đức cần phải điều chỉnh lại điều này về phía berlin ông hebesjay từ chối đưa ra bình luận về đề nghị của đại sứ israel nhấn mạnh rằng đức là quốc gia tham gia ICC và luôn ủng hộ mạnh mẽ các cơ quan đa phương. Cùng ngày, ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide cho biết nếu ICC ban hành lệnh bắt giữ với thủ tướng Netanyahu và các quan chức Israel, Oslo sẽ có nghĩa vụ thực thi lệnh này. Pháp và Bỉ trước đó cũng tuyên bố ủng hộ ICC. Bộ ngoại giao Pháp ra tuyên bố, Pháp ủng hộ ICC, sự độc lập của họ cùng cuộc chiến chống lại quyền miễn trừ trong mọi trường hợp. Hãng tin Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Pháp Stéphane Sejunier rằng Paris sẽ hợp tác với ICC. Tôi hiểu những quan ngại của Israel, nhưng tôi tin quyết định về lệnh bắt giữ Thủ tướng Netanyahu sẽ chỉ được đưa ra sau khi xem xét kỹ càng. Tất nhiên chúng tôi yêu cầu ICC không đánh đồng Israel với Hamas. Đây là sự khác biệt giữa một tổ chức cực đoan và một nền dân chủ tôn trọng luật pháp quốc tế. Ngoại trưởng Bỉ Hadja Labib đăng trên mạng xã hội X rằng những người gây ra tội ác ở giải Gaza phải bị truy tố ở mức cao nhất dù là ai đi chăng nữa. Đầu tuần này, công tố viên trưởng ICC Karim Khan đã xin lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Joab Galan, cũng như hai lãnh đạo của Hamas là chỉ huy quân sự Mohammed Deif và thủ lĩnh chính trị Ismail Hanije. Theo quan chức ICC, những nhân vật kể trên bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người trong cuộc xung đột ở giải Gaza.